Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình làm video này để review cho bạn bộ sách Bối thoại với Thượng Đế bao gồm 4 quyển mà mình đã in ra. Bạn có thể nhìn thấy 4 quyển ở đây. Đây là bộ sách vô cùng quý giá, được dẫn kinh bởi tác giả Neil Donald Walsh. Dẫn kinh là như thế nào? Channeling là từ tiếng Anh. Dẫn kinh có nghĩa rằng mình một người nào đó cho phép cái tôi của mình được đứng sang một bên và để cho cái tôi tâm linh lớn hơn của siêu thức vũ trụ có thể bước vào và trao đổi với mình hoặc là trao truyền cho mình một số cái thông điệp. Thì tác giả Neil Donald Walsh đã mang đến cho chúng ta một cuộc đối thoại rất dài nhưng nó bao trùm tất cả những cái câu hỏi lớn nhất của đời người, những câu hỏi lớn của tâm thức loài người xuyên suốt chiều dài lịch sử, những vấn đề lớn hơn của vũ trụ, văn hóa, chính trị, xã hội, và cuối cùng là những lời kêu gọi của Thượng Đế trong thời điểm mà trái đất chúng ta đang có một sự chuyển đổi về năng lượng rất lớn. Bao gồm 4 quyển như thế này đây. Quyển 1, 2, 3 là vì in ra từ bản dịch mạng. Vi rất cảm ơn các bạn khi Vi đọc được bản dịch mạng này cách đây vài năm. Nó đã là một câu trả lời quá lớn và thay đổi toàn bộ con người mình, cách mình tiếp cận với cuộc sống và cách mình tin vào bản thân mình hơn trên con đường mình tiến tới tìm sự thật tâm linh trong mình. Đối với Vi thì ba quyển sách này đã dịch cực kỳ tuyệt vời rồi. Nhưng mà có những chỗ sau khi mà Vi so sánh với lại bản dịch bản chính trong tiếng Anh thì Vi có thay đổi một chút theo một ý của mình để làm sao Vi nghĩ rằng nó sẽ diễn đạt tốt hơn cái ý của tác giả. Vi đã dịch quyển 4. Đây là quyển được xuất bản sau cùng, 10 năm sau khi bộ đối thoại với Thượng Đế đã tưởng chừng như là đã kết thúc. Thì năm 2010 thì quyển này đã được xuất bản và nó mang một thông điệp rất là thời đại. Nếu như các bạn đều biết về sự gia tăng năng lượng của trái đất và thông điệp của Thượng Đế trong quyển sách này quả thật rất quan trọng đối với tất cả những ai có thể gọi là những người đang đi tìm kiếm chính mình, cũng như những light worker, tất cả những câu hỏi mà có thể rằng đối với bạn, bạn quan tâm tới mức độ phát triển tâm linh không chỉ của mình mà của cả nhân loại này. Trong quyển 1 thì khi mà Vi làm sách thì Vi chọn một số màu như vậy đó. Thì quyển 1 chẳng hạn nói về những cái câu hỏi cơ bản của đời người: ta là ai, tại sao ta có mặt ở đây, Thượng Đế có thật hay không, tại sao ta không có được những thứ ta muốn, vì sao đời ta lúc nào cũng bế tắc, vì sao tiền bạc lúc nào cũng né tránh ta. Đây là những câu hỏi nếu như bạn đang có, bạn có thể tham khảo, đọc ngay hoặc lắng nghe video Đối thoại với Thượng Đế quyển 1. Vì chọn quyển sách màu đen như thế này, giống như khi chúng ta nhận được thông điệp của Thượng Đế là chúng ta đang ở trong một nơi rất tăm tối và ánh sáng đã đến. Vấn đề không phải là ta đang nói chuyện với ai, mà là ai đang lắng nghe ta. Quyển thứ hai thì quyển này là dành cho những bạn mà đã đọc rồi thì muốn đọc nữa bởi vì tất cả các bạn không chỉ quan tâm tới những vấn đề của cá nhân mình mà bắt đầu quan tâm hơn tới lý do tại sao chúng ta lại trở nên như vậy. Nó đề cập tới rất nhiều vấn đề về lịch sử, văn hóa trong cuộc sống của chúng ta. Bạn có bao giờ tự hỏi mình tại sao kẻ ác trên đời này tồn tại và người ta sống lâu, sống dài và rất giàu có, trong khi rất nhiều người thiện lương thì cuộc sống không được tốt? Đây là tiêu đề của quyển sách Vi đã chọn: Hitler đã lên thiên đàng. Bạn có muốn biết câu lý giải là gì không?
đây là quyển đối thoại thứ 3. Vi chọn nó màu vàng. Màu vàng giống như lúc chúng ta bước từ đêm đen, chúng ta bỏ đi tất cả những cái hiểu biết cũ, đau khổ của chúng ta, bước ra ngoài ánh sáng. Chúng ta chấp nhận những lời kêu gọi của Ngài, cách giải thích của Ngài, và chúng ta quyết định hỏi Ngài nhiều hơn nữa, tìm hiểu về thế gian này, cách Ngài đã vận hành nó, cách chúng ta đã tác động lên, và chúng ta là ai trong liên hệ với tất cả mọi thứ. Chúng ta đã chấp nhận, bắt đầu mở lòng và học hỏi trong ánh sáng của Ngài. Tới quyển thứ 3, vì chọn màu vàng như thế này. Màu vàng là màu của trí tuệ. Bởi vì khi chúng ta đã đọc quyển bộ sách này tới quyển thứ 3, thì tất cả các bạn vì chắc chắn rằng có một mối quan tâm không chỉ dành cho những vấn đề liên quan tới cá nhân của mình, mà là quan tâm tới nhân loại, tới thế giới, chính trị, văn hóa. Đây là một quyển sách không đơn giản để đọc. Và đối với quyển thứ 4, vì chọn màu tím. Tím chạm là màu của chakra thứ 6, con mắt thứ 3. Tất cả những người tu tập tâm linh khi mở được con mắt thứ 3 là con mắt trí tuệ. Chúng ta có thể nhìn thấy sự thật. Vì rất là thích cái thông điệp ở trong quyển sách thứ 4 này. Thức tỉnh giống loài. Một thông điệp rất mạnh mẽ Ngài gửi cho chúng ta trong thời đại hiện nay, khi chúng ta bắt đầu chuyển tới một bước năng lượng mới. Và chúng ta là những người nếu như chấp nhận đọc quyển sách thứ 4, hiểu quyển sách thứ 4 và chấp nhận lời mời của quyển sách thứ 4, thì vì tin rằng là chúng ta đều là gọi là gì nhỉ? Gia đình linh hồn. Mọi người, light workers hoặc là seekers, đều là những người đi tìm kiếm sự thật. Và chúng ta không chỉ quan tâm tới những thứ nhỏ bé, mà chúng ta không, mà linh hồn của chúng ta khao khát được phục vụ và được tăng trưởng trong sự phục vụ và yêu thương. Bộ sách như thế này vì dở cho mọi người coi, thì chất lượng của quyển sách đợt in này rất tốt. Gáy sách nè, đường cắt rất đẹp, màu sắc. Thậm chí bạn in, bạn ấy đã làm cho Vi luôn cả cái tên ở ngay gáy sách nữa. Xin lỗi các bạn, là bởi vì bản thân Vi không có giỏi trong những cái vấn đề kỹ thuật, nên là những lần in trước có thể rằng nó có những cái sai sót về phông chữ, vân vân. Nhưng mà Vi cảm thấy đợt in này Vi rất là hài lòng. Chất lượng màu in, màu giấy, cảm nhận khi chạm vào quyển sách đều rất là tuyệt vời. Vì đã phải gọi điện thoại cảm ơn bạn ấy rối rít luôn. Đây. Vì cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Nếu mà mình muốn mua bộ sách này để lưu giữ trong nhà, tặng cho bạn bè và nghiên cứu thêm về những lời dạy của cha, thì bạn có thể liên hệ với nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bộ sách Amy, cậu bé của các vì sao, thì Vi đã quyết định là sẽ in thành song ngữ. Thế nên cái việc thời gian mà mình dịch, in và sắp xếp mọi thứ nó có thể phải kéo dài thêm. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe kênh của mình. Và gần đây sức khỏe của Vi đã tốt hơn. Vi nghĩ rằng là sớm Vi sẽ bắt đầu đọc lại bộ sách và đọc quyển thứ 4 cho mọi người nghe nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Amen.